Chính câu chuyện độ thoát sanh tử do niệm danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Trích sách Tân Biên Quan Âm Linh Cảm Lục. Câu chuyện số 1. Chiều nhà Đường, Huệ Nhật Pháp Sư nương thuyền vượt biển đến nước Thiên Trúc. Ông đi khắp nơi tham vấn các bậc trí thức đã thông đạt tam tạng để thỉnh cầu pháp yếu đường tắt, mau thoát khỏi luân hồi. Các ngày mà Pháp Sư tham vấn đều vô cùng tán dương pháp môn tịnh độ. Pháp Sư Huệ Nhật sau đó lại đi đến một đại danh sơn ở phía đông bắc nước Kiệt Đà La, có thánh tượng Quán Âm Bồ Tát để lễ bái. Tương truyền rằng nếu người nào chí thành cầu đảo trước thánh tượng thì sẽ được Bồ Tát hiện thân. Thiền sư khi đến nơi phát nguyện tuyệt thực 7 ngày lễ bái cầu đảo, nguyện được Bồ Tát hiện thân. Nếu không mãn nguyện thì thề đến chết cũng không rời. Đến đêm thứ 7, bỗng thấy Quán Âm Đại Sĩ hiện thân tự kim, ngồi trên bảo liên hoa, đưa tay xoa đảnh Huệ Nhật Pháp Sư mà dạy rằng ông muốn truyền chánh pháp của Như Lai, để lợi mình lợi người thì nên chuyên niệm tín hiệu A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, hồi hướng phát nguyện cầu vãng sanh. Khi đã đến nước ấy rồi, thời thấy Phật và thấy ta, lợi ích của việc này rất lớn, không thể nào nói hết. Ông nên biết pháp môn tịnh độ thù thắng hơn tất cả các pháp môn, và công hành niệm Phật thù thắng hơn tất cả hành. Nói dứt lời thì Bồ Tát ẩn mất. Pháp Sư trở về Trường An, vâng lời dạy của Bồ Tát, cực lực khuyến hóa tất cả mọi người niệm Phật. Đến giờ phút cuối cùng, Pháp Sư không bệnh, an nhiên kiết già niệm Phật mà viên tịch. Trích Cao Tăng Truyền tập 3. Câu chuyện số 2. Chiều nhà Tống, vợ của Lữ Hoàng Đô Quán Phi Ngoại tên là Ngô Thị, hai ông bà đều trai giới thanh tịnh và rất thông đạt Phật lý. Ngô Thị thờ Quán Âm Bồ Tát rất thành kính, hàng ngày đều chuyển tâm lễ Phật niệm Phật nên có được nhiều linh cảm. Trong tịnh thất của Ngô Thị có mấy chục cái bình sành, bà dùng tinh thủy rót đầy trong ấy, tay cầm cành dương liễu trì tụng chú Đại Bi vào ấy. Khi thực hành như vậy thì thấy Quán Âm phóng quang minh vào trong bình. Bệnh nhân ở các nơi đến xin nước ấy uống đều được thuyên giảm bệnh tình. Nước tụng chú đến nhiều năm vẫn không hư, vào tiết mùa đông lạnh giá vẫn không đóng thành băng giá. Do vậy mà nhiều người gọi bà là Quán Âm Viện Quân. Bà có hai người thị nữ cũng tu theo tịnh nghiệp. Một trong hai người này rất nghiêm trì tịnh giới, chuyển tu khổ hạnh, có khi suốt tháng không thấy cô dùng đến cơm cháo. Mỗi ngày chỉ cần uống một chén tịnh thủy của Quán Âm Viện Quân chỉ chú mà thôi. Một thời gian sau, cô nhìn thấy Phật A-di-đà cùng chư Bồ Tát Thượng Thiện Nhân ở Cực Lạc hiện ở trước mắt. Mãi như vậy trải qua trong suốt thời gian một năm, đến ngày cuối cùng cô an nhiên niệm Phật mà vãng sanh. Trích Long Thơ Tịnh Độ Văn. Chuyện số 3. Chiều nhà Nguyên, Đào Thị Tập Độc Nương là người ở Tự Thôn, huyện Thường Thục. Lúc 26 tuổi thì cô có chồng nhưng vẫn chưa có con.
đào thị, cảm ngộ những sanh vô thường khổ não. Thế gian toàn cảnh ô trực xấu xa, không có gì đáng lưu tâm luyến tiếc, nên phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hàng ngày cô chuyên trì Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm. Một hôm nọ, cô mộng thấy một người mặc bạch y, tay cầm đó hoa sen trắng trao cho. Sau khi tỉnh giấc thì thân tâm cô khác hẳn lúc trước. Cô dọn một cách nhỏ trang nghiêm, thờ Tây Phương Tam Thánh, chuyên tụng kinh A Di Đà và niệm Phật. Vừa đúng 3 năm thì cô thấy Phật hiện quang minh. Trên học thờ kinh, bỗng thấy như có cục lửa lớn cỡ viên đạn, nên đào thị sợ cháy kinh, vội dùng tay vùi xuống đất thì mới biết đó là hạt xá lợi, không phải lửa. Vào giờ phút lâm chung, cô được hóa Phật đến nghinh tiếp. Cô từ biệt mọi người rồi vui vẻ niệm Phật mà tạ thế. Trích Tịnh Độ Thiện Nhân Vịnh. Câu chuyện số 4. Chiều nhà Minh, Ni sư Thành Tịnh là người ở Cổ Cương, tỉnh Quảng Châu. Ni sư phát tâm trường trai, thọ 80 ngũ giới từ lúc còn bé, nên đến tuổi cập kê thì thệ nguyện giữ mình chính khiết. Ni sư sau đó đến lễ Chân Vọng Anh chủ đồng ở cùng ấp làm thầy, để làm lễ thế pháp lúc xuất gia. Sau đó ni sư chuyển thâm tụng kinh Đại Thừa Niết Bàn, thờ thầy rất kính cẩn. Đến tuổi trung niên, ni sư thọ giới cụ túc, lưu tâm pháp môn tịnh độ, tâm nhớ miệng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật không dứt. Tánh ý ni sư từ hòa, thích hạnh bố thí, oai nghi đầy đủ và làm mô phạm trong chúng. Ni sư từng đi các nơi khuyến hóa Phật tử để tạo thánh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm bằng gỗ chiến đàn, phụng thờ ở Đại Từ Sứ Phụng Thành. Năm sau đó, ni sư bị bệnh nhẹ, biết trước ngày giờ vãng sanh, liền khuyến hóa đồ chúng cùng với tất cả đàn Việt nên cố gắng siêng tu tịnh nghiệp và chơi nhóm các hạnh lành để cầu sanh tịnh độ. Đừng biến nhát chê nải theo thế tục mà tạo nghiệp. Đến sáng hôm sau thì ni sư bảo đệ tử rằng: Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát đã đến đây tiếp dẫn, quý vị nên cùng nhau thành kính cung nghinh ngài. Quý vị ở lại xin nhớ lời tôi dặn bảo tu hành. Dứt lời thì ni sư nhắm mắt niệm Phật rồi viên tịch. Trích Quán Âm từ Lâm Tộc. Câu chuyện số 5. Chiều nhà Minh, mẫu thân của Lưu Đạo Long là Lý Thị, vào năm 40 tuổi thì phát nguyện trường trai, thờ Phật và niệm Phật. Nhưng Lý Thị lại không tụng kinh được vì bà không biết chữ. Bà sửa sang một ngôi tịnh thất trang nghiêm để thờ Quán Âm Đại Sĩ, ngày đêm lễ bái xưng niệm cúng dường rất chí thành. Bà niệm Phật mỗi ngày đến 1000 biến, dù tiết trời nóng bức vào ngày hạ hay lạnh buốt vào ngày đông thì việc tu niệm cũng không hề gián đoạn. Bà lại phát nguyện ấn tống kinh Kim Cang và đem ấn thế khắp nơi, khuyên mọi người lễ bái cúng dường trì tụng, dù tốn nhiều tiền của nhưng không hề tiếc nuối. Thực hành như thế trải qua thời gian 25 năm. Trước ngày bà tạ thế 1 năm thì bao nhiêu tiền bạc để dành từ lâu đều đem ra làm Phật sự, bái thỉnh chư tăng về nhà tụng kinh và chạy tăng cúng dường vân vân.
Sau khi Phật sự viên mãn, một đêm bà nằm mộng thấy Quan Âm Bồ Tát nơi mình thờ cầm một số chuỗi ngọc đưa cho và bảo rằng: "Ta đem vật này tặng cho ngươi, y theo số chuỗi chính là thời khắc của ngươi vãng sanh Cực Lạc." Trong giấc mộng, Lý Thị đếm được 53 hạt nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa. Đến ngày 13 tháng 5 năm Canh Tý, bỗng nhiên bà nói với người nhà rằng: "Ngày hôm nay tôi về Tây Phương, tất cả mọi người nên vân tập cao tiếng niệm Phật để trợ giúp cho tôi vào giờ phút cuối cùng để vãng sanh Cực Lạc." Tất cả con cháu trong nhà vâng lời, đều cùng nhau tụ họp trước giường bà đồng thanh niệm Phật. Chừng hơn một giờ sau thì Lý Thị vui vẻ kiết già, thường thể trọng tiếng niệm Phật vang đồng khắp nhà. Trích Kinh Kim Cang Kinh Ứng Lục. Câu chuyện số 6. Chiều nhà thăm, Tổng Phu Nhân là người thuộc gia đình Cảo Môn Vọng Tộc ở Trường Châu, tỉnh Giang Tô. Bà là vợ của Thái học sĩ Cố Văn Diệu. Thờ mẹ chồng là Hà Thái Phu Nhân rất kính cẩn. Hà Thái Phu Nhân là một Phật tử thờ kính Quan Âm Bồ Tát rất thành kính. Sau khi tạ thế thì để thánh tượng ấy lại cho Tổng Phu Nhân. Hàng ngày Phu Nhân cũng lễ bái, xưng niệm, cúng dường rất kiên thành. Trải qua thời gian trên 10 năm, một ngày nọ, con trai của bà là Tân Phương vào ban đêm nằm mộng thấy chiếc y trên thân của hai vị đại sĩ bị hư rách và đến nhà mình dường như cố ý cầu xin. Lúc sáng ra thì lại gặp một người đi ghe đem đến hai bức tượng xin bán, một bức điêu khắc tăng tướng Quan Âm thời xưa do Ngưu Bảo tự vẽ, còn bức tượng kia thiêu Tống Tử Quan Âm. Tấn Phương nhớ lại giấc mộng đêm qua thì đã nhìn thấy hình tượng hai đại sĩ đã cầu hư nên vô cùng mừng rỡ, biết là Bồ Tát thân mình thì hiện nên vội đem tiền của mướn thợ làm lại thành hai pho tượng mới rồi đưa đến An Nguyệt Thinh ở đồng xóm thờ phụng. Thời gian hơn một năm sau đó, Tấn Phương lại nằm mộng thấy hai vị đại sĩ trước đây đến nói rằng: "Chúng ta sẽ đi nơi khác, không ở Am Nguyệt Thinh nữa." Tấn Phương tỉnh mộng thức dậy, trong lòng rất lo lắng. Chờ đến sáng, đến Am Nguyệt Thinh xem thử thì thấy hai pho tượng quả nhiên bị để vào một bên vách. Lập tức kính thỉnh mang về nhà để thờ nơi tịnh thất của mẫu thân mình là Tổng Phu Nhân. Hàng ngày đứng hầu hai bên pho tượng mà trì niệm thánh hiệu Tây Phương A Di Đà Phật và các kinh chú, chiêm bái cúng dường hai pho tượng đại sĩ không người nào bỏ qua. Một ngày nọ, trên viên gạch trong tịnh thất bỗng hiện tăng tướng Quan Âm đại sĩ giống hệt bức tượng của Ngưu Đạo Tử Họa. Ba ngày sau lại hiện lên bức tôn tượng Quán Âm Thống Tử, có thiện tài nông nữ trước sau đồng xuất hiện. Bức tượng tướng Quán Âm hiện trên vạch có kim dung rực rỡ nên Tổng Phu Nhân thấy thế vô cùng vui mừng. Từ đấy đối với tình nghiệp tinh tấn gấp bội hơn trước. Lúc Phu Nhân sắp lâm chung thì gọi các con đến cạnh khuyên bảo: "Các con mãi mãi với chồng bốn phần nhân đạo, đừng tranh giành tài sản với nhau như người thế tục, nên gắng nói theo mẹ, kính chồng tam bảo, tinh tấn niệm Phật và tu tập pháp lành. Giờ phút này mẹ được sinh về Tây Phương Cực Lạc là một phúc báo lớn không gì so sánh được,
nên các con nên cùng nhau đồng xưng niệm thánh hiệu từ phụ A Di Đà để đưa mẹ về Tây. Đừng như người thế tục si mê khóc than cây lệ. Dứt lời, phu nhân kính cận chắp tay lên chán, nhất tâm niệm Phật và chỉ tụng thần chú mình thường chỉ tụng. Xung quanh mọi người đều ngửi thấy mùi hương ngọt ngào khắp trong thất. Sau đó, phu nhân ra đi trong tiếng niệm Phật của con cháu. Bây giờ là vào lúc niên hiệu Càn Long năm thứ 57 nhà Thanh. Vào ngày Đoan Ngũ tháng 5 năm Nhâm Tuất, phu nhân hưởng thọ 54 tuổi. Trích Nhất Hành Cư Tập. Câu chuyện số 7. Chiều nhà Thanh năm Mão, cạnh Chí Đạo Nhân, người họ Ung là một nữ Phật tử đặc biệt trong giới Phật giáo chiều nhà Thanh. Bà về sống với Lý Cảnh Hy đến năm 26 tuổi thì quá chồng. Sau khi Cảnh Hy tạ thế, Cảnh Chí Đạo Nhân tự ngộ mình có túc phước nên không bị Trần Lao Triền Phược. Bà phát tâm xuất thế nên đến chùa bái thỉnh cao tăng truyền trao với Bồ Tát. Sau khi thọ đại giới, bà luôn đem Phật pháp dẫn dắt tất cả người trong làng xóm và những chúng hữu duyên. Đạo nhân khuyến hóa rất đông người, số người thâm tín thực hành theo bà 9.000 người. Đạo nhân từng chích máu nơi lưỡi để chép các kinh Pháp Hoa một bộ, kinh A Di Đà một quyển, Phòng Vọng Giới Bồ Tát Bổn một quyển. Lúc 30 tuổi, bà bị bệnh kiết lỵ kéo dài không dứt. Đến một ngày nọ, bà cố gắng ngồi dậy, tắm gội sạch sẽ, rồi mặc tịnh y vào, ngồi kiết già chuyển tâm niệm Phật và tạ thế. Bây giờ là vào niên hiệu Càn Long năm thứ 49 nhà Thanh. 3 năm sau đó, có một cô gái họ Hà ở cùng xóm với bà bị bệnh nhiệt. Lúc bị bệnh hành hạ mê man thì thấy có một nhóm người cầm đèn và chiếc kiệu lớn đến khiêng mình đến nơi một cung điện nguyên nga. Chồng ấy có một vị vương gia mặt xanh ngồi chính giữa, tả hữu có nhiều tiểu quỷ theo hầu, tất cả đều cầm chi ba bằng thép và truy đồng. Vị vương giả đó phán bắt cô gái họ Hà này lại và dùng chùy đánh. Trong lúc kinh hãi chưa biết làm sao thì cô nhìn thấy từ phía bên trong bảo điện có một vị đạo nhân đứng chính giữa, kim đồng cọc nữ cầm chàng phán bộ cái đứng hầu hai bên, đang từ từ bước ra. Đạo nhân này không phải như người thường, vì ngài đi cách đất chừng một trường, đầu đội mão xanh, thân mặc y điếu, tay cầm phất trắng, chân mang vân hài, hình tướng đoan nghiêm thanh tịnh không ai sánh kịp. Cô gái ấy nhìn kỹ lại thì đạo nhân đó không ai xa lạ, chính là bà họ Lý ở cùng xóm ngày xưa. Chỉ có khác là hình tướng của bà giờ đây quá trang nghiêm, đẹp đẽ khác hẳn lúc sinh tiền nên không nhận ra ngay. Bà họ Lý thấy tiểu quỷ bắt cô gái lại định đánh thì vội ngăn lại bảo: "Thôi, thôi." Vương gia nghe thấy tức tốc truyền lệnh ngưng vào phóng thích cô. Đoạn ngày trời chó ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân bà họ Lý, xong rồi quỳ trước bậc bà và thưa rằng: "Con xin thành kính vâng lời." Bà họ Lý đó bèn đưa tay dắt cô vào trong nội điện. Khi vừa bước vào trong thì thấy cảnh tượng vô cùng trang nghiêm không sao tả được. Ánh quang minh rực rỡ, bàn, ghế, chiếu, niệm đã chạy sẵn rất chỉnh tề. Trên bàn hướng án
có cúng dường kinh Phật. Bà họ Lý truyền lệnh đem trà ngon, trái cây quý ra đại cô. Trái ấy giống như trái tần bà, mùi vị ngon ngọt, thơm ngát. Bà hỏi, con có biết trái ấy ở đâu không? Nói rồi tự trả lời, ta mang từ Tây Phương đến đó. Sau khi cho cô ăn và uống trà xong, thầy dắt cô đi quan sát cảnh dưới địa ngục. Trong lúc đi xem, bà nắm tay và giảng giải Phật Pháp cho cô nghe rất nhiều. Nhưng cô chỉ còn nhớ những điểm chính như thân người khó được, khắc nào như đất dính móng tay, nên phải cố gắng trì trái dự giới, chuyển tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Sau đó bà bảo cô mau trở lại dương thế và nhớ lời bà khuyên nhủ. Những điểm cần yếu bà dạy là gái lớn lên tốt nhất không nên lấy chồng, ráng ăn chay niệm Phật cho chuyên. Cần nhất là giữ ý nguyện về Tây Phương, và ngoài việc niệm Phật thì nên kính tụng kinh trì chú. Bà bảo, khi dần ngày đến thời, ta sẽ đến nghinh tiếp con, con nên cố gắng. Dứt lời, bà bảo cô lên kiệu ngồi, sai người đưa về. Trong chốc lát thì cô liền tỉnh cơn hôn mê. Trích Nhất Hạnh Cư Tập. Câu chuyện số 8. Hồ Thị Nữ là người ở Hồ Châu, bà về sống với người họ Phan ở Hàng Châu. Ông họ Phan này là một Phật tử biết ăn chay trường niệm Phật từ lúc thơ ấu. Khi kết hôn với ông, bà thấy chồng như vậy nên cũng phát nguyện truyền trai niệm Phật. Sống với nhau một thời gian ngắn thì ông bị bệnh qua đời. Từ đó Thị Nữ sống một mình cô quạnh trong một căn nhà cao rộng, hàng ngày nhìn lên bốn bức vách đều hiểu thế thảm, nên bà tính ngộ cuộc đời như huyễn mộng. Bà từ bỏ phấn son nhung lụa, mỗi ngày chỉ bỏ ít tiền mua đậu hũ, rau trái ăn cho qua bữa, nhưng không thấy đói. Trong nhà bà có thờ Quán Âm Bồ Tát, hàng ngày đều lễ bái xưng niệm, cúng dường và tụng kinh trì chú. Bà đến chùa quy y và được cho pháp danh là Tịch Niệm. Lúc trước khi phát tâm tu hành thì dù ở trong cảnh nhà giàu sang, bà vẫn đi làm các công việc nữ công để kiếm thêm tiền, nhờ vậy mà dành dụm được một số tiền. Nay bà đem hết số tiền này cúng dường chư tăng và sắm một cái khánh đem gửi ở nhà người khác. Vào niên hiệu Khang Hy triều nhà Thanh, vào ngày 15 tháng 6 năm Tân Mùi, bà nhờ người đến lấy khánh đem về, lại bái thỉnh Đinh Phong Hòa Thượng đến chứng minh cho lễ ngọa thiêu mình. Hàng Phật tử tại gia, tất cả mọi người có đến vài trăm người đến tiễn đưa bà. Mọi người đều đồng người khen là chuyện hiếm có trên thế gian. Bây giờ Thị Nữ đúng 41 tuổi. Trích Khoáng Viên Tân Chi. Câu chuyện số 9. Triều nhà Thanh, viên giảng trai từng thuật lại câu chuyện như sau. Bà nội của tôi là Xài Thái Phu Nhân, ngày còn sống thường hay kể cho tôi nghe chuyện về bà ngoại của bà là Dương Thị. Dù tuổi đã già nhưng không có một đứa con bên cạnh, vì tất cả đều đã chết, nên ở với một đứa cháu gái bà con xa tên là Hồng Phu Nhân. Đến năm 97 tuổi thì Dương Thị tạ thế.
Lúc sanh tiền, bà thường sống trên lầu cao, trong đó có thờ thánh tượng Quán Âm Bồ Tát. Hằng ngày lễ bái, xưng niệm, cúng dường rất chí thành và tụng kinh niệm Phật không hề biến trễ. Trải qua thời gian 30 năm, không một lần bước chân xuống lầu, tánh tình bà như hòa hiền thiện. Trước khi tạ thế, bà bảo đem bồn đến để rửa chân. Khi người hầu đem thùng gỗ vẫn dùng thường ngày đến cho bà, thì bà bảo không được, vì lần này ta đi sẽ đạp trên liên hoa. Con mau mang thớt bằng đồng rửa mặt đến đây cho ta dùng. Rửa chân xong thì mùi hương chân đàn ngào ngạt xông khắp cả tầng lầu. Bà kiết già đoan tọa và tạ thế. Diệu hương ấy trải qua 3 ngày đêm mới tan hết. Trích Tân Tế Hải.